cách nó mà nè, chia nhau ăn đi, tôi dạy chứ đâu có ăn đâu. Con giới tới được. Để gì là hôm trước là mình tới đâu rồi ha quý vị? Học cái gì vậy? 4 cái ô phải không? 5 cái ô phải không? 4 cái chất của nhân khách. Mọi thứ đều là sự kết hợp của bốn nguyên tố cơ bản là đất, khí, lửa, nước. Đúng không? Có đó chưa? Ừ. Của Hippolyte đúng không? Ừ. Rồi. Rồi, tính chất của những nguyên tố này có thể tìm thấy trong bốn chất dịch tương ứng tác động tới chức năng của cơ thể chúng ta. Những chất dịch này cũng ảnh hưởng tới cảm xúc và hành vi của chúng ta, tức là tính khí của chúng ta. Những vấn đề về tính khí là do sự mất cân bằng của các chất dịch này. Vậy nên, bằng cái cách tái cân bằng những chất dịch này, y sĩ có thể chữa trị những vấn đề cảm xúc và hành vi của chúng ta. Thì đó là đi theo cái thuyết của bốn cái chất dịch cơ bản mà quyết định lên đó. Rồi là thuyết về dịch đó. Cái đó chỉ tóm vậy thôi, bây giờ chúng ta mới qua cái phần nội dung nè. Triết gia và y sĩ người La Mã Claudius Galen. Ông Galen. 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 Ông này đó. Người La Mã. Đã xây dựng khái niệm về bốn loại nhân cách dựa trên học thuyết về bốn về cái thể dịch của người Hy Lạp cổ xưa nhằm giải thích những cái hoạt động của cơ thể người, là xây dựng cái thuyết thể dịch, đưa ra cái thuyết thể dịch. Cơ sở của thuyết thể dịch có từ cái thời của Empedocles, tức là năm 495 đến 435 trước công nguyên, trước Tây lịch. Một triết gia Hy Lạp cho rằng những cái tính chất khác nhau của bốn nguyên tố cơ bản đó bao gồm là ở đây là bao gồm là cái âm này ha, cái âm này có cái thuyết thể dịch này nè, nó là có từ cái thời của là Empedocles. Ngày sinh năm 495 đến 435. Trước Tây lịch đấy. Trước Tây lịch. Ông này ông nêu ra những bốn cái nguyên tố mà hiểu ổng đó. Đây là nguyên tố cơ bản bao gồm là đất. Đất là lạnh và khô. Đất. Hồi xưa ai cũng thích đất hết trơn nha. Tại vì ai chết cũng lớn lắm. Chắc vậy. Đó, khí, ấm và ướt. Ấm. Khí. Là lửa. Khí, ấm và ướt. Đó, khí, lửa, ấm và khô. Khác với mình Phật học ha, dùng để giải thích sự tồn tại của mọi vật chất.
Rồi sau đó đó là Hippolyte, 460 đến 370, tức đây là cha đẻ của y học đó. Ủa, nhớ cha đẻ của y học là Hippolyte mà ta. Y học Hippolyte. Rồi Hippolyte. Hippolyte cũng là một ông đó thầy. Chắc là cũng âm tại vì mấy chữ theo cái tiếng Anh thì viết tiếng Pháp thôi. Đúng rồi. Mày nhớ sao chứ để đi học một cái ông viết cái chữ gì sao? Hippolyte. Chứ cái này viết theo tiếng Pháp rồi cho nên là nó cái lạ lạ đó. Có sao là ES. Như Socrates. Hippolyte. Descartes. Cha đẻ của y học đã phát triển một mô hình y học dựa trên những nguyên tố này, gắn tính chất của chúng cho những chất dịch trong cơ thể. Những cái chất dịch này được gọi là các cái humor gì nè, cái chữ này là chữ Latin. Gốc Latin của nó là humor, nghĩa là chất lỏng trong cơ thể. Này là humor, là human, nó gắp vô trong cái chữ kia là dịch trong cơ thể người. 200 năm sau đó, Galen mở rộng cái thuyết thể dịch sang lĩnh vực nhân cách. Ông thấy có sự kết nối trực tiếp giữa lượng những chất dịch trong cơ thể với các mức độ cảm xúc và hành vi, hay gọi là tính khí. Thì cái ông Galen này, ông mới là thuyết thể dịch này mới chuyển sang bên tâm lý và nó trở thành một tính khí. Ông mới sao y bản chính qua. Ông chỉ đổi là từ bên thằng kia nói về bên đầu tiên là nói về triết học. Xong cái Hippolyte mới chuyển sang bên y học. Rồi xong cái ông này mới chuyển sang bên tâm lý học. Nè, thế là cái chiều dài nó vậy. 4 cái kiểu tính khí theo Galen á là lạc quan, 4 tính khí này ha. Thì bao gồm 4 nè. Lạc quan, bình thản, nhớ là Thái Bình Công Chúa của tôi, nóng nảy, và sầu muộn. Đây là 4 cái tính chất cơ bản cho cái tính khí của con người theo tâm lý học nha. Rồi quý vị mà đặt câu hỏi gì nó đúng không? Tiếp còn có một tiết như hai tiết gì của cái tiết tài năng thì mình sẽ tranh thủ mình học tâm lý học trong cái tiết này, vì là nếu như mà mình học tiết tài năng nữa thì nhiều bạn sẽ không được. Vì sao? Vì chương trình T2S đó là chương trình dành cho cao học. T2S đang dạy là cho My Thiều với các Phượng, chương trình dành cho cao học. Quý vị thì quý vị sẽ không thể nào quý vị tham nổi chương trình đó hết. Nếu như mà quý vị nào mà đang học T1S ở trong room thì phần lớn đều không phải trình độ cao học. Cho nên là nếu mà lên được thì lên không được. Mà nghĩ
thì cũng không xong. Thấy không? Tiến thoái lưỡng nan ha. Cho mình học tâm lý. Cho nên câu giờ là được nhất. Chỉ có cách câu giờ. Vậy ảnh hưởng nhóm tôi rồi. Tại vì tuần 2 với tuần 4 nhóm tôi họp thì tụi tôi bị mất 2 buổi rồi. Đúng vậy. Cũng không mình lỗ rồi. Đúng rồi, không chịu. Vậy vô học online đi. Đúng vậy. Mình học online đi. Học online đi không? Học online hả? Học cái gì? Học rồi bọn nhân á, tổ chức cái cuộc tối. Mình làm cho nhóm đi. Họ mình nhắn nhớ. Bạn người chị lấy được rồi. Thì tôi sẽ trả để chị lấy được. Rồi thời gian tới tôi còn hướng dẫn cho quý vị nữa đó. Tại vì quý vị còn phải sử dụng tâm lý rất là nhiều trong việc tương tác nè. Rồi sau một số cái dự án thì dẫn tới quý vị làm nữa. Tôi cũng là liên quan tới tâm lý nữa. Rồi cũng sẵn đó đi hướng dẫn quý vị luôn. Lập hồ sơ thân chủ ai mà đang đồng hành á, cái đối tượng nào đó mà cũng nghiên cứu á, thì lập hồ sơ thân chủ thì tôi hướng dẫn cho cái cách thức nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu luôn. Thế là quý vị á, là có được cái báo cáo khoa học, báo cáo khoa học là được trả tiền đó. Dĩ nhiên là không có mười mấy triệu như Moni đâu, tôi mới giàu vậy rồi, nhưng yên tâm không trả tới mức độ đó đâu ha. Chỉ trả khuyến khích cho quý vị làm nghiên cứu. Cái đâu ai sướng như người đâu, nhiều người mà không tại trong đâu ai sướng như đại học thơ nhiều tiền quá không biết bỏ đâu á, tao chồng mấy sức ừ đem cho đại đó. Nhà nhà vậy không đi, không có tiền đỡ giờ hết mẹ vô vô bị đuổi hết trường này quá mà. Nếu một trong số những chất dịch này phát triển quá mức thì cái kiểu nhân cách tương ứng sẽ nổi trội. Kiểu người lạc quan sẽ có nhiều dịch máu, tức là sanguine, tiếng Latin là người nhiệt tâm, vui vẻ, lạc quan, tự tin, nhưng có thể sẽ ích kỷ. Đây là cái người nào thuộc về cái tính lạc quan. À, lạc quan rồi cái nhóm máu dịch máu trội nhìn xăng rơi á dịch máu đó của cái từ Latin đó là sang xong rồi máu á pháp xong rơi đó là máu dịch máu mà trong khi đó bốn cái dịch kia không có dịch máu như thế này đây bốn cái dịch này bốn dịch của triết học. Rồi qua Hippocrates thì mình không biết là ông chế thằng bốn dịch gì không biết. Trong tới đây là thấy có dịch máu nè. Rồi tiếp người bình thản là có nhiều dịch đờm. Đờm giống bụng phải phổi gì? Ừ. Không. Nhưng mà nó có bốn mà Việt Nam mình năm lần, Việt Nam dữ hơn. Chất đờm là ble. Lymatico đờm ha, đờm ha. Lê E thì là chữ E nha. Matico Co nó viết liền nhau thế này. Liền hả? Có dấu sắc nè. Có dấu sắc trên đầu cái ô. Matikos. Đó, trong cái tiếng Hy Lạp. Hồi nãy là trong tiếng Latin ha, thì thầy trong tiếng Latin ha, cho tiếng Hy Lạp hay chở hiểu qua dục rồi vậy đó. Nó có tiếng Bali quá à. Thì có nghĩa là lặng lẽ, là tốt bụng, là lạnh lùng, là lý trí, là kiên định, nhưng có phần chậm chạp và nhút nhát. À, nó dịch cái gì đó là người bình thản á. Vậy chứ du thuộc cái tính nào trong cái trong bốn cái tính khí này? Moni tính nào? Moni là tính sông muộn. Không, Moni tính sắc thẳng. Moni bình thản mà nào có đó, có thêm nhiều thôi. Moni là lý mặt sầu. Moni là lý mặt sầu. Sầu gì sầu dữ vậy? Sầu mặt. Mặt quá nên sầu. Mặt quá nên sầu.
vô lạc quan bình thản lắm, nãy thì sầu muộn chắc bình thản ha, nhiều đờm à, cho nên là nhiều khi là nhút nhát và chậm chạp à. Thầy Nhi đâu có nhút nhát đâu, thầy Nhi bảo chết à, bảo cái gì phải nói rõ. Người nóng giận á, kiểu nóng giận á, tiếng Hy Lạp là kule. Nóng giận á là kule, có nghĩa là cáu gắt á. Kule, cáu gắt tiếng Hy Lạp ha. Do có quá nhiều dịch mật vàng. Mật hả? Máu đường mật. Mật vàng. Mật vàng. Mà mật này là mật vàng nha. Mật vàng mới chịu. Ôi con mật gì nữa thầy? Con mật đen gì? Mật vàng. Mật xé dập mật á. Mật xanh hay là mật đen? Sau cùng là kiểu người sầu muộn. Tiếng Hy Lạp á, nó là mê lá. Em không coi có nhiều cái gì mà sầu muộn. Sầu muộn là mê. Mê lá. Thôi đi. Nó sầu muộn. Sầu muộn đúng không? Melas. Con quỷ hả? Melas Kume. Do có nhiều mật đen. Mật đen. Mật đen. Do nhiều mật đen có thiên hướng học hỏi về thi ca và nghệ thuật. Thường kèm theo là sự phiền muộn và lo sợ. Giống. Vậy thì vô nội vô thấu có mình nổi nào lưỡi nào trội giống bút rồi này thầy ơi, cái đọc lại cái lạc quan cho con nghe nữa không? Lạc quan hả? Lạc quan là người nhiệt tâm, vui vẻ, lạc quan, tự tin nhưng có thể sẽ ích kỷ đó, lạc quan. Đúng con chính thầy. Thầy đâu? Không, cái nào đó thầy đấy. Không ai công nhận hết ơn thầy công nhận. Còn nó kìa lại nó mới lên lạc quan. Rồi, rồi vui, nó vui á, tính gì trước à, tính là hết trơn. Chặt nóng nảy quá. Là gì, biểu hiện là gì? Hả? À? Biểu hiện là nóng nảy à. Hay vậy, hay sao? Hay nóng nảy. Cáo gắt à. Đâu có đâu. Giận. Đôi khi thôi, đâu có. Đôi khi thôi, 8:24 thôi. Nè hỏi cái cây có nóng nảy không? Dạ, yeah, em nào dám nói. Thiệt, nói người con đâu có ai. Không được á, em nào dám chọc cho chị nóng nảy. Không. Vậy là chắc chị thuộc về cái tiếp như sầu muộn quá. Không, có nó con không là ai trong bốn con cái này. Tự nhiên mình tự dán nhãn, mình là người lạc quan, mình tự dán nhãn, mình là người bình thản chứ. Mình sẽ thôi thì mình dán đi. Dán dùng. Dán dùng. Mình đang không tự nhiên mình dán mình vậy à. Tự dán. Chút là không có một cái tính cách nào trơn á. Giống như một hòn đá. Vô nhân tính. Vô nhân tính là một cái tính mới cập nhật vô. Có em nhỏ đây nghe. Thì ra người ta nói con người vô nhân tính là đang nói con hả? Là có gì. Giờ mới biết luôn. Thì đó là một số cái tính trong bốn cái tính khí này của tâm lý học. Tâm lý thì chỉ có bốn tính gì thôi á, nó yếu á, nó thiếu lắm mà nó phải pi vậy á, nó xíu vậy thôi đó. Rồi lỡ có người nằm nó nằm ngoài vậy thì cũng chứ có mà. Nằm ngoài thì họ lý giải sao vô trong đó vậy thôi. Kỳ vậy? Ừ. Thì ngoài cỡ nào cũng có dính vô chút thôi, tại vì người ta... Thì họ kéo họ vô hết à. Cái họ kéo vô thôi. Này đến vô nào ta thôi thích này hơn vô này đi. Thôi, cái lưỡi thâm xương nhìn đường nó léo. Cho nên là nó làm cô. Ủa tự nhiên nó nhắn là Chương nhắn là đúng rồi Trúc Thanh là sao? Đúng rồi diễn bấm kia. Vô nhân tính hả con? Đúng rồi vô nhân tính. Đúng rồi vô nhân tính đúng không? Đúng rồi, không đúng ý kiến con. Sao phải vào khuôn bốn tính khí đó? Đúng rồi bé mở, giỏi quá. Thêm một con vô nhân tính nữa. Trời ơi, trời món thằng bé mở. Trời từ con gì? Con món. Theo bà là trở thành vẽ. Mấy cái người đến phục như nào ta? Giang Trảo.
Đúng rồi. Để con coi hãy kiếm được không? Dạng xảo. Ủa không có nữa không? Thôi lên cha chưa? Đúng nhanh. Hai chiếc này dễ hơn này. Mọi người muốn con gian xảo đấy. Sao? Đó là dưới nước cho một cái kiểu thôi. Mình cho nước đi. Ủa? Ai mở cửa nữa giờ? Duy hả? Đưa ra đi lại. Cảm ơn. Không vô tình người ta té vào. Té ngay cửa nhà mình á. Thì cũng thấy ghiềm xe đó. Cũng có thể. Sự mất cân bằng thể dịch. Có cái tên đạp quốc lợn này, hỏi cho nó đi. Dạ. Dạ, bà chưa nghe nói gì đó. Nhập của nước có hết không? Sự buồn hết rồi. Đó có người không nhiều quá. Rồi chọn vô được mở cửa cho tôi. Mở vô, lên rủ lên đi học. Đúng, tâm lý. Lên học tâm lý, mình lấy chọn nó dễ. Trời, tôi mới phát hiện tin nhắn tôi có một bạn nằm trong cộng đồng LGBT. Dạ. Làm được con trai này. Nhóm bao nhiêu tôi không biết. Nhiều lắm, đâu phải chỉ một đâu. Dạ. Thôi để nữa bạn nghiên cứu đi. Bạn nghiên cứu đi, tôi hướng dẫn hồ sơ nghiên cứu cho. Làm nghiên cứu đi. Là cô Tú mà tìm hiểu sao cô Tú cười khúc khích. Không biết tin nhắn tôi có không, có nhiều không. Nhưng mà tôi có để ý tin nhắn một chút thôi. Tôi đang nghiên cứu quên chứ mà. Ồ, chắc nhiều chuyện. Nhóm cổ không chịu nghiên cứu. Tôi thấy cái biểu hiện nó gỡ gà nữa. Chắc nhóm cổ không nghiên cứu mà cũng qua nhóm con nghiên cứu. Thì nhiệm vụ của tôi chỉ chăm sóc kỳ mãn học tập tôi chứ. Tôi á, tôi thoải mái lắm. Cái gì tôi nghiên cứu. Welcome, cô Tết. Tôi rất là quan hệ. Không, tại nãy bất ngờ hả? Con Nhi nó mới kể tôi là cái gì đó không, tại vì cái vụ của con Tịnh bên đây nè. Nó làm cái gì á với con Thi nhà tôi á, cái con cái bây giờ nó nói gì đó tôi quên rồi. Nó họ cái lời ra là hồi trước tôi là tích binh Nam Mỹ đó. Cái nói vậy cái mẹ kia mà bắt lên, tôi không biết là nó bắt cái gì trong đầu mà tôi nghĩ là nó bắt sai rồi đó. Tôi nghĩ cái là nó liền, đúng nhưng không? Mà tôi đã bắt đúng rồi. Nữ. Cái là thế là chết mày chưa, mày đã lộ nguyên hình. Có là ai là chương thì chưa có kịp thì bây giờ thì nhiều lắm, nhiều thương rồi đã uống ghê lắm rồi, cho nên nhiều khi nó về đó bà để ý kỹ đi, nhớ bảo mày thẳng trời nó thẳng hết con đi mà. Dù sao cũng phải gả cưới hết à. Gả cũng phải đi. Rồi, không có đâu. Nhiều quá. Em nhớ tôi chưa định hình. Con chưa định hình. Con của bà tôi không muốn làm xui với bà đâu. Con bà trả giấy hai đứa con của tôi hoài. Và hai đứa con cho bà nó hai đứa con mà hợp tác tôi dụ dỗ con vui. Thằng nhỏ còn thời gian nhất. Nay làm sao mà nàng con cứ mơ vô ngồi nghỉ thì kia không thành được lớn ra luôn. Vậy đó hả? Tại vì bị dành bên đây rồi. Vui vô trễ gì bị dành nói. Xỉu chưa? Vui dễ sợ ha. Sao mà nhóm thầy Moni vẫn que ha? Nhiều khi học cũng có niềm vui. Mày đưa nó còn chưa tới tuổi bị thành niên. Vậy mà tới mùa hết rồi. Em định thành chưa tuổi mà tới mùa hết rồi. Kỹ đó. Kỹ ha. Chưa tới tuổi mà tới mùa hết rồi. Mùa đã cắt mùa rồi. Mùa lên sáu là tới mùa rồi. Cái mùa thì mà hút mùa rồi. Bây giờ nó lên sớm lắm. Thì con đi là bây giờ là đang tầm cái tuổi mà hồi xuân, hiểu không? Em nói là như chị không có đứa nam thì cũng tầm độ tuổi đó chứ đâu. Có vậy đâu. Mùa nó chưa tới. Nghiên cứu tâm lý nhớ đi. Trời ơi, nhiều điểm thú vị lắm. Mình đi chạy mà lên đó. Chắc ai mà có cái nguyện vọng đi nghiên cứu tâm lý chứ tôi truyền cho, tôi truyền võ công cho, truyền cho tất cả những cái sự nghiên cứu tôi thời trước cho. Đó. Sư phụ. Rồi sao chứ mà, ví dụ chứ, chú rồi, vậy là biết. Ây da, khỏi cần nghiên cứu nên đây cũng biết rồi. Thì đó là bà hên thôi. Dạ, biết sao không? Tại vì nó nổi lên cái vụ mà bàn về cái MV mới. Đúng rồi. Cái gì MV gì nhỏ đó. Mấy đứa nhỏ nó nói một tiếng đó. Cái nó phản ứng mạnh lên. Bên bộ văn hóa, thể thao và du lịch đang cấm hả? Đang chuẩn bị ra một cái quyết định để cấm những cái movie đó. Đặt chèo là biển là 18 cộng để coi.
Không, cũng đúng. Thì tại vì nhiều đó, người người ta nó nhạy cảm. Hở khe nhạy cảm quá trời. Nó nhạy cảm. Nó làm cho tôi có coi đâu, coi lướt gì biết chứ đừng có đồng tính quỷ giả. Coi rồi phải không? Chạy vô tình đấy. Tay đây. Coi rồi. Nhưng mà về cái bản nghe nói là biết đó, không phải là đồng tính giả, mà là nó đã có một khuynh hướng nhất định trong tâm lý rồi. Nó mới dễ bị ảnh hưởng hoặc là dễ bị khơi gọi lên. Chứ sao mấy đứa kia nó không có, mấy đứa đó bị đứa chạy theo thì nó cũng có nguyên nhân của nó ít hay nhiều thôi. Không hiểu làm sao. Bởi vì nó cái đời bây giờ. Con coi nó nè. Con nào? Con hào. Con hào. Con nào? Trời ơi trời. Thấy rồi. Ba chạy lại ba coi. Không chào nhỏ cái chạy. Chạy lại ba coi con ba. Con. Thương dễ sợ. Nhìn con cái. Nhìn con. Mình thấy mình có trách nhiệm với cuộc đời ghê vậy đó. Tự nhiên có không được chết. Mình không có được chết sớm. Anh bị bệnh không được chết. Mình đậm mua tỏi cho con cái bơi vô. Con cái còn nhiều lắm. Mình thấy mình cần phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Ê, nhưng mà nhiều khi nhờ những đứa con này mà mình càng thêm phấn khích, trở thành xu gia nhau nhất hết trơn. Thôi. Thôi. Tôi cũng quý trọng. Đúng rồi, con cũng vậy. Làm xui không đi. Con không dù muốn dù không nó muốn lấy thì cũng phải chịu à. Mừng gì được chứ à. Làm xui gia thì được. Nhưng mà đừng có làm sao mà sao cái ở thành xui gia mà là trở thành là con của mình luôn thì chết nữa. Thôi nó lại. Chưa kịp, chưa bắt kịp. Nói lại đi, tử khúc mà thành xu gia cũng đỡ. Con bên kia thành con của mình đúng không? Không ý phải, từ thằng xu gia thành thằng con của mình. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu luôn. Hiểu rồi. Không được tìm kiếm bự đó chứ phải hiểu tầm không mà. Hiểu cái đừng hiểu thôi để đổ không xác đi. Hèn chi Trúc Phương đó gì. Hồi đó không có yêu đương nên tâm hồn không có bị vẩn đục. Nên tác phẩm còn trong sáng lắm. Xu gia thành con của mình. Con đại cô về đi cứu sao nè. Lần là báo cáo đi rồi coi trong lòng. Trời ơi, mơ tôi được trường học đó nha. Phải cẩn thận. Hình như tôi cũng giả bộ hơi hiểu chút á. Giả bộ hơi nói hiểu. Nói câu đó chắc hiểu đó. Chắc hiểu rồi đó. Nhà duyên á. Mình tiếp với Galen đi. Chữ mất cân bằng thể dịch theo Galen chắc một số người sinh ra đã thiên về cái kiểu tính khí nào đó rồi. Tuy vậy đó, vì những cái vấn đề về tính khí là do mất cân bằng thể dịch gây ra, nên ông cho rằng có thể trị được bằng cái chế độ ăn uống và tập luyện. Chỉ là nhảm nhí. Với những cái trường hợp nặng hơn thì chữa trị có thể gồm cả thanh lọc và trút huyết. Là lấy máu về gì ấy cho nó sản sinh lắm á. Thậm chí cho nó bớt mà. Mày lạc quan quá chị. Mày máu nhiều gì cắt máu này cho mày hết lạc quan mày biết. Sao kỳ. Ông này ông cực đoan quá ha. Ông kỳ quá. Sao mày nói động mày thứ gì đâu. Đúng rồi. Đợi nay gặp Việt Nam rồi nó phạt luôn rồi chết rồi. Ví dụ người hành xử ích kỷ rồi người vô quá lạc quan. Đó là mày nói đó. Lạc quan ích kỷ. Và cũng quá nhiều máu. Quá có thể chữa bằng cách là giảm bớt thịt trong chế độ ăn. À, cho thành gao thôi. Chích ven để xả bớt lượng máu. Chích ven này. Chích ven là cái gì? Thì nên chắc có lẽ nó là lấy máu ra thôi. Chích ven. Học thuyết của Galen đó thì chia phối y học cho tới thời phục hưng luôn. Trời ơi, gì lời. Khi nó bị lu mờ dần bởi những cái hiểu biết từ những nghiên cứu tốt hơn. Hồi xưa tao nghiên cứu biết trong khi đó khá đông mình đó là nó được sử dụng đó là cái nguyên lý về âm dương ngũ hành kinh dịch là nó đã đi trước thời đại sao và trong khi đó Tây phương gì đó vậy mà đó mà mình để nói nó xách quần xách áo rồi mình chạy theo Tây phương đó. Thiệt chứ đần độn u mê ám chướng gì thì sợ gì đó. Trong khi đó rồi cái kinh dịch nè rồi cái ngũ hành của mình nó hay biết chừng nào luôn không học đi học gì đó chơi cuối cùng cái chích máu thì biết gì rồi không đổ dài chơi với chán ham ham của lạ ham của lạ mê hết sao cái Tây phương bây giờ nó qua học của mình tại vì nó cũng mê của mình nó chán mệt rồi
nó chán rồi nhắc của nó trời xài nhà có bốn xài hoài chán đi đâu đi kiếm quên đâu đi tìm gặp cứu cô này đi kia nó đi tìm vừa cho vừa cái tội đi tìm tới nào nghiệp cũng quật cho chết. Năm 1543, y sĩ André Vesalius năm 1514 đến 1564 hành nghề ở Ý phát hiện ra hơn 200 sai sót trong những cái mô tả của Galen về giải phẫu. Bây giờ mới phát hiện ra. Nhưng dù cái quan điểm y học của Galen không còn được tính tin tưởng nữa, ông lại có ảnh hưởng tới các nhà tâm lý học thế kỷ 20. Tại vì cái thiết chế dịch này ảnh hưởng đến chuyện này nè, ảnh hưởng đến tâm lý. Năm 1947, Henri Isenk kết luận rằng tính khí con người dựa trên nền tảng sinh học và lưu ý rằng hai kiểu nét tính cách mà ông xác định, kiểu nhiễu tâm và kiểu hướng ngoại, là âm hưởng từ học thuyết tính khí thời xưa. Hai loại nhiễu tâm, loạn tâm và hướng ngoại. Nhiễu tâm này là bên trong phân tâm người ta cũng có nghiên cứu nhiều trường hợp nhiễu tâm á, bệnh á. Và hướng ngoại thì nó ảnh hưởng nhiều về cái yếu tố cái học thuyết tâm tinh khí thần sự. Dù cái thuyết thể dịch không còn thuộc về tâm lý nữa, nhưng cái quan điểm của Galen vốn liên quan tới nhiều bệnh lý về thể chất và tâm trí đã định hình cơ sở cho một số liệu pháp thời hiện đại. Thì nó định hình cái gì? Nó định hình cái quan niệm là thế này nè. Rồi quan điểm của Galen đó là yếu tố sinh học thì nó ảnh hưởng đến tâm lý, tâm lý. Và bây giờ người ta thấy rằng cái điều đó là đúng. Còn cái việc mà ổng kết luận là cái mặt nó ảnh hưởng hay cái gì nó ảnh hưởng giam la thì cái đó là do sai lầm. Nhưng mà cái ổng đúng thì chấp nhận cái đúng. Tây phương nó được có một cái nó hay như vậy, nó khác người Việt Nam mình. Đúng thì chấp nhận. Cho dù đó là kẻ ác nhân, thất đức vô liêm sĩ hạ lưu bị ổi đề tiền, có làm chuyện đúng ta cũng công nhận chuyện đúng. Còn mình rồi dùng hết rồi đó, bỏ luôn rồi. Là mình vùi dập không thương tiếc, không trơn hoa tiếc ngọc, chết hết, mất hết, tiệt chủng xà 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 luôn. Cái ông này cũng có gì không? Hồ Ngọc Đại, tội nghiệp. Rồi Bùi Hiền. Không Bùi Hiền lắm rồi. Chị quý vị thấy tất cả những cái đó là cái xã hội là cực đoan, cái xã hội là cực đoan. Đúng rồi, nói chữ mới học và trong khi đó là cái nghiên cứu người ta thôi tự ơn mà đem ra chi không chửi đâu. Người ta nghiên cứu tự người ta đâu có xin tiền nhà nước gì đâu, tự người ta làm bố người ta đề nghị gì nói được thấu chứ trời trời xong đem ra dùi dập cuộc đời đó chửi với ta. Rồi đó là ông Hồ Ngọc Đại cũng vậy, ông Hồ Ngọc Đại thì nhung vuông tròn tam giác, nhung vuông tròn vuông đó ai biểu nhung vuông tròn tam giác đó là ý kiến của ổng thôi đó, chứ là tức là đó là một cái phương pháp dạy học của ảo. Ông đã giải trí điểm bao nhiêu chục năm rồi chứ đâu mới đâu. Nhưng mà ông phải lại ra lại trà. Xong cây đó nó rộ lên rần rần vậy đó. Thật ra đó là ở đằng sau đó là còn nhiều cái nguyên nhân khác thầm kín hơn nữa. Mà hổng tôi hình như tôi chưa có chia sẻ cái bài viết đó về rất tài năng. Ở đây tôi chia sẻ cho cái rất của như tôi nhớ tôi có chia sẻ rồi á. Hồ Ngọc Đại không? Hồ Ngọc Đại có. Có viết lá thư gì cho. Có chia sẻ rồi. Lá thư hả? Không, lá thư đó là của Viện Toán khác nữa, còn đây của Hồ Ngọc Đại đúng không đó. Hồ Ngọc Đại tôi lấy để cái gì đọc đi con. Cái nào tôi chia sẻ về đó cố gắng đọc, nó là những cái thông tin hữu ích mà nó là bên lề xã hội không đó quý vị. Gắn đọc thì đó là quý vị sẽ thấy được là cái viễn cảnh vô cùng đau đớn, tủi nhục khổ sở. Hồi xưa là bà chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đó ra mời ông để xóa mù chữ. Ông mới đích thân đi, ông xây dựng cái chương trình mà công nghệ giáo dục đó. Tới hết năm 2000 là Việt Nam được xếp vào một trong những quốc gia là không còn bị mù chữ trên toàn thế giới. Việt Nam đứng hàng top là nhờ cái chương trình đó. Rồi xong cái và đằng sau đó là lợi ích nhóm.
Rồi bắt đầu cái nếu mà như vậy á thì vì sách giáo chất của ông Hồ Đại thì nó ít quá. Rồi đâu có bán được sách tham khảo, đâu có bán được sách giáo khoa. Ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều phía của nhiều bên. Sao cái ta dẹp không? Chơi vậy gọi là chơi quá. Cây người ta dẹp ổng à, dẹp ổng là cái đó. Lần này nè xong hết vừa đi là sách giáo khoa nè, thẩm định sách giáo khoa dẹp loại ổng ra khỏi bộ sách à, trong khi đó là còn chơi mấy trăm ngàn học sinh trên cả nước đang học, nhiều khi chết học sách của ổng ừ. Còn mấy trăm ngàn học sinh trên cả nước đang học cái bộ sách của ổng đó. Làm gì xã hội còn hạnh phúc cái ầm một cái là người học sinh làm sao trời ơi chữ thì chữ luôn mình đấy, mình lấy giáo cho xã hội đó. Thì quý vị đọc đi, trong đó phân tích kỹ lắm. Có một cái ông vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học ông từ chức gì vậy đó hả? hồi trước là hồi vụ mà cải cách sách giáo khoa mà cái thời mà hợp nhất năm 2000 á, là sau khi mà ông làm xóa mũ chữ thành công rồi đó, cái đẩy ông đi, không cho không vô trong mình bộ sách nữa, mà thống nhất với nhau chỉ còn một bộ sách thôi, không có cho nhiều bộ sách đã nhiệm ổng. Thì ngay từ lúc đó là cái ông kia đó, ông vụ trưởng gì đó, vụ trưởng của tiểu học thì trong đó có giáo sư tên đó, thì đấy ổng không đồng ý, ổng kiến nghị lên nói làm như vậy không được, sai, xong mấy cái không chịu, xong mấy cái bóc ổng á, bóc cái ông kiến nghị đó quăng vô cho gì? Làm là không cho làm trưởng cái ban đó, viết sách giáo khoa chỉ ngồi nhà nhận tiền những bút. Mỗi lần bán cuốn sách giáo khoa là không có tiền. Giống như ông giáo viên giác vậy đó, ông không chịu, ông đi ông làm khoa học, ông làm một cái nhà giáo dục, ông làm như vậy ông hại được bà, ông hại được bà từ chức. Hiếm hoi, những người gì hiếm hoi lắm. Không ai, còn không ai nghe nói. Tôi mẹ mãi đọc cái bài đó tôi mới biết có ổng trên đời là một con người như vậy. Đâu có báo nào đưa tin. Không lưu danh này. Đâu ai nhắc nhở. Thì cái tự tâm là nó rầm rộ rồi đó. Vậy đó, nhưng có những con người mà nó thầm lặng, nó hy sinh cho đất nước, nó thấy không phải, không đúng, bỏ, không làm nữa. Rồi, một cái khí tiết mà nó thanh cao đến như vậy đời luôn. Rồi dẹp quá nữa, cho nên là cái bộ sách đó tới giờ xài đó là thống nhất một bộ sách giáo khoa là như vậy. Lần này là loại luôn cái chương trình thí điểm của một đại đó. Cho nên đằng sau bức màn nhung là cả một bầu trời băng tối. Chỉ có cái là mình có biết không thôi. Thôi mình cảm thấy là mình quan nghĩ thì ít ra mình cũng còn đọc được những cái sách như thế này là mình thấy mừng. Cái bộ sách VN mới á, học mấy năm nay á, là từ đâu xuất phát vậy? Của Bình Yên nó lại là khác nữa. Đó là một chương trình mà bộ đi lượm lặt ngay đâu của cái nước nào ta dùng để dạy dùng dân tộc miền núi vậy đó. Gom về. Gom về nó tiên tiến nước ngoài. Dạy Việt Nam. Đưa thành sách để bán tại trường á, Đó thành ra của cái chương trình gọi là chương trình thí điểm. Nhưng mà bây giờ đó là nó la làng cả nước. Có hôm trước là có một cái ông phụ huynh gửi đơn cho trường, gửi đơn cho ông Nhạ luôn, xin cho con tôi được học lại lớp 1. Con tôi được quý nhà trường dạy quá hay, cho nên bây giờ nó không đọc được, không biết được, mà nó đã bị ép để lên lớp 2. Tôi khẩn khoản là rất là mong trường cho con tôi được ở lại lớp 1. Gần lên muốn xỉu, rất là nhen. Nên vô mà làm tổng giám đốc gì từ lương bên lớp hết trơn đó. Trời đất ơi, hội đồng quản trị. Ừ. Chứ phải. Nghe vậy. Đó còn làm phó chủ tịch đó. Nghe phó chủ tịch. Muốn xỉu vậy, nó không biết mẹ đâu. Dục mấy cái từ mà đau to búa lớn lên đầu đó, nó có biết mẹ đâu. Đi làm chi vậy? Vẫn đục tâm hồn trẻ thơ. Rồi nay con mày đặt có gì em làm nội trợ nữa mà vô có làm hết trơn, chơi tự chơi trong im lặng. Cái tiếc vậy đó, kêu từ nhỏ chơi nhưng mà chơi trong im lặng nha, cái tôi nghĩ biết chơi cái gì mà chơi trong im lặng được. Thì ngồi im tại chỗ sẽ sờ bằng tay đi quay mặt tôi tù sẽ bằng tay đi chơi trong im lặng nghĩ sơ trong im lặng. Thì chị quý vị mới thấy đó, từ từ quý vị mới hiểu
có con không, bây giờ cho đi học là vậy đó. Nó sinh sinh ra được một đứa khoai ngô đẹp đẽ rồi đi học về ngu đần cho học xong gì không? Không luôn đó, vậy đó. Nó học gì mà nó cứ ước là trường nó cháy, trường nó ngập lụt. Bữa nước ngọt nó biết nó nói gì không? Mẹ mẹ ước gì á, cái trường con nó ngập lên tới lầu 1 luôn á mẹ, là thôi được đi về. Mà nó không nghĩ nó ngập lên tới lầu 1. Tới lầu 1 trường đó là già đó chứ mẹ không thấy. Cái gì ước gì nè. Mẹ mẹ ước gì nó ngập lên tới đó. Vậy đó mà lại treo chứ biển hiệu nhà trường là gì? Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Vui. Không đứa nào nó thù con đó lắm nè, đứa nào. Nó mới thấy vui chứ. Những... Cha là những nụ cười. Đứa nào học bên lớp 10 nè. Tới 1. Ừ, tới bọn không biết đứa nào nói không? Không, Phương Dung hả? Dung hay là Phương không biết. Dung gì vậy? Dung gì vậy? Nó thù cái cổng vậy. Có đứa thấy là niềm vui đâu, tại vì ở nhà nó giống như địa ngục á. Cái nó vô trường, nó ước gì nó được vô trường. Có nghĩa là cái ở nhà là tầng 18 địa ngục. Nên tầng 17. Tầng 17, 16 gì đó. Cái gì vui hơn. Trời, cảm thấy vui. Trời ơi, những đứa trẻ á. Nó học quá thì nó rất là ghét học. Nó ghét học như quỷ vậy mà bữa nó khóc quá trời luôn. Nó nói con muốn đi vô trường, nó cũng muốn ở nhà. Tại vì nhà mẹ cứ tới ngày đó. Phụ huynh không bắn hay sao quả? Thiệt chứ. Ai, thương gì đâu. Chịu thôi. Cô hai nó chịu đi hả? Thở dài, trong nhau nghe. 1, 2, 3, 4, nói về 4 tính chất nè. Tình trạng mất cân bằng trong các chất dịch quyết định các kiểu loại nhân cách như các cái xu hướng bệnh lý cũng như các xu hướng bệnh lý. Dù như sầu muộn là buồn, là sợ hãi, chậm bút, mơ mộng, mừng nghệ sĩ. Bình thản là chậm rãi, lặng lẽ, nhút nhát, lý trí, kiên định. Nóng nảy là nóng giận, mạnh mẽ, nhiều sinh lực và đam mê. Lạc quan là nhiệt tâm, vui vẻ, lạc quan là tự tin. Thì quý vị nhớ cái lúc mà cho quý vị làm về mấy cái màu màu không? Ừ. Nhớ. Cái đó tính khí rồi. Trong cái lục bộ văn học mà. Trước lúc tình ác cũng có. Sau đó. Sáng mở. Giờ biết là làm biến làm mấy cái đóng chết gì đó. Tại vì thấy nó xàm quá. Trẻ con. Ừ, nhìn thấy nó trẻ con thì mình học siêu lý rồi mình làm cái này giống như là nhìn mấy đứa nó chơi tập ăn. Nó thấy nó buồn cười vãi. Có thấy nó vẫn cần, cần là một số trường hợp. Chỉ nó cần một số trường hợp thôi, nhưng mà bởi vì đó mình thấy là mình không còn động lực để mình làm nữa. Cho nên mình nói thôi mình không làm thôi. Chứ thiệt ra những cái người họ chưa biết thì họ vẫn cần. Đúng rồi. À, chưa biết. Galen, giới thiệu tí về Galen. Claudius Galenus thường được gọi là Galen ở cái thành Pergamon nay là vùng Bergama thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, là y sĩ, nhà giải phẫu, nhà triết gia người La Mã. Trời ơi, ông giải phẫu chắc chết quá. Cha ông là Nikon, là một kiến trúc sư Hy Lạp giàu có, giúp ông được hưởng sự giáo dục rất tốt và có nhiều cơ hội để đi chu du. Hồi xưa người ta học có người ta đi thoải mái à, tía má rất là ủng hộ, gửi con lên chỗ này chỗ kia, thầy này thầy kia học tầm sư học đạo, tầm sư học đạo, rồi trên 5 năm 10 năm 18 tuổi gì đó bắt đầu mới xuống núi quay chỉ hành. Trời, thấy nó hảnh thơi nhẹ nhàng gì đâu á, lên trên ta dạy gì ta dạy. Ừ, người ta chưa là ông bá xong rồi đó. Ừ, còn giờ đâu có đâu. Ừ, đọc kẹp nách đi đâu mà kẹp nách. Ừ, mệt, mệt. Nhìn cái gái của tôi mà thấy mệt luôn á chứ. Tôi mới đưa chút cái về chưa kịp thở nên là chạy chứ lại nước rồi. Ừ, như con thôi vậy đó. Nghiệp. Ông định cư ở Rome và phục vụ cho các hoàng đế. Rome. Rome. Nhưng mà cái này là hồi thời xưa nha, không phải nay nha. Nay có Rome nhưng Rome nay khác Rome xưa nha. Từng làm y sĩ chính cho vua Aurelius. Ông nghiên cứu và chăm sóc sang chấn khi chữa trị cho các cái đấu sĩ chuyên nghiệp và viết hơn 500 cuốn sách về y học. Trời ơi. Ông tin rằng cách tốt nhất để học hỏi là qua việc mổ xẻ động vật và nghiên cứu giải phẫu học.
Tuy vậy, dù Galen đã khám phá ra chức năng của nhiều cơ quan nội tạng, ông lại mắc nhiều sai lầm vì ông cho rằng cơ thể của các loài vật như là khỉ, là lợn cũng y hệt như của con người. Thì giống giải phẫu mấy con đó mà. Đúng rồi. Có nhiều tranh cãi về thời điểm ông mất, nhưng ít nhất á, khi mất thì ông cũng là phải khoảng 70 tuổi. Galen. Tác phẩm chính, ở đây có liệt kê 3 tác phẩm chính. Thứ nhất là các loại khí chất, thứ hai là các ngành tự nhiên, thứ ba là 3 khảo luận về bản chất khoa học. Đó, là sự gãy lên. Thì chúng ta đọc cái này chúng ta mới thấy được là hồi đó với bây giờ nó cũng không có khác gì mấy. Cũng giàu có, đi vô buôn ba đây, nhiều khi thấy ngày xưa sướng hơn mình á. Mà nó hơi ngu thôi. Nó hơi ngu là tại vì nó ngu về cái mạng so với bây giờ mình nổi. Mỗi thời có cái ngu khác nhau. Mỗi thời có cái ngu khác nhau. Chứ hồi xưa mà ổng là ổng nhìn lại thời mình á, đồ u mê, tự nhiên cái mày tạo ra cái polymer mình ăn mày chút nhựa thì chết. Đó, ở đó mà ổng biết rồi, bây giờ ổng chửi mình vậy đó. Bây giờ mình chửi ổng xưa vậy. Nhiều khi giờ đang tại cái thời điểm mình là thời xưa ổng đang chửi mình đó. Đúng rồi, nhiều khi ổng đang học với ổng chửi mình chứ. Đó, giới thiệu sơ lược về cái bốn khí chất của nhân cách. Này vui vậy, một mặt giấy vậy là một cái phần vậy đó. Mặt giấy qua phần khác, mặt giấy qua phần khác vậy đó. Này là màu cam. Tôi màu đỏ rồi. Qua màu cam. Này qua xanh, này xanh màu. Còn cái thời gian chúng qua sẽ nhập được là nói là nó xàm tí được. Ít thời gian. Bạn có muốn hỏi gì không? Các bạn nghe online có thể đặt câu hỏi thêm ha. Chia sẻ mở đặt câu hỏi đi. Mở hỏi đi ha. Mở ao mà. Vô ao rồi vô ao rồi vậy. Chắc các mợ đang ngủ quá. Miễn quay sách thôi, sao không có thời gian trắng thì quay sách hả? Mới đặt thêm ít sách. Ít sách, chuẩn chịu. Ý là người ta kêu, người ta nói vậy là người ta xin, hiểu không? Đó, trong đó có nhiều cuốn về văn lắm đó. Hồn ngồi quá, có hồn ngồi. Thì người ta nhắc vậy thôi, để người ta nói tiếp là người có chút bằng chút để giúp đỡ, ủng hộ. Làm mảnh lực. Tuy nhiên. Trợ xanh. Tôi thấy là liên quan đến chuyên ngành của con là con hồn rồi. Trợ xanh cái sự học về văn. Thì có cái này cô Tú hưởng nữa nè. Đây cái cuốn sách về Phật giáo căn bản. Cái gì cuốn đại cương Phật giáo căn bản á. Mình hưởng chút. Của bạn chút, cái đó của bạn chút vận động. Mọi người ơi, có 2.2 hả? Nhưng mà nó bao ship cho mình đúng không? Mình không cần. Mọi người gán đi, gán thì 101 học sinh được lên thì mọi người được hưởng á, chứ mình gom lại là mình đủ mua á. Mọi người cứ dư. Dư luôn. Ủa, nó một á, tính trong tháng sao không? Hay là nào đủ thì thôi. Nào đủ thì 101 thôi mình chỉ được thưởng. Ngang mức đó là thưởng này. Gán kiếm này, vừa được tiền mà vừa được thưởng nữa. Đem cái mơ bút lọc qua lấy cái bút dĩa ra. Nè. Nguyên nhân B. Đem vô một sắp. Cái bút lọc nó chất một á, bốn bằng chữ cái à. Không bốn người không được, làm sao đây? Vẽ bông hoa chất kiểu. Họ từng dẫn người vô nha. Họ từng đó dẫn người vô, cái người dẫn vô đây. Cho quý vị đặt câu hỏi cho quý vị mà quý vị tương tác với các cái này. Bây giờ không có lúc nào, chắc là có khó khăn gì chị cũng đặt câu hỏi. Ai muốn học thử? Vi Ngọc muốn học thử. Muốn học thử là tài năng hả? Chưa có mới. Qua vợ đang ngưỡng lửng. Đâu có vô học. Không được. Cũng có cái gì để giữ lại. Thì có. Câu lạc bộ nhóc kìa. Người ta ra câu lạc bộ không á, người ta đâu có học cái gì đây đâu, tại học thiếu học ở ngoài rồi. Thì bây giờ em câu lạc bộ cho tham gia câu lạc bộ cho đi để cho nó. Còn lớp kỹ năng này đâu có phải muốn học cái đó rồi. Mùa xuân năm sau mới có. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa xuân sau có lớp tài năng. Mùa xuân sau có lớp tài năng. Ơi học quá ha. Sáng tác học quá vậy. Đó, vậy em giữ liên hệ đi.
họ là có vấn đề gì có thể liên hệ trực tiếp với chị. Nghe Úc Lộc review là được rồi, tới khoảng từng lên nghe lần, từng nghe lần tới đó được rồi. Mai cùng quyền. Đây mà chưa đánh bạn chi tiết đi đó. Nói để gì rồi em sẽ nói chứ. Đánh gì này đánh gì trời. Em kêu lên rồi lên sửa gì nè, lên góp ý gì vậy? Chị đặt chị hiểu không? Hả? Dạ, tất nhiên là không rồi, hiểu một phần thôi. Với đây. Nhưng mà cái đó là em tóm cái nội dung lại mà em sẽ nói. Em tóm nội dung lại nhưng mà tiếng Việt của em sao? Tiếng Việt khi mà em nói xong là cuộc đời tiếng Anh để xong cuộc đời tiếng Việt luôn. Được chưa? Là như là lại tôi khó khăn lắm vậy đó, là như là thôi không nói nữa, không nhịn đó, không nói nữa, không làm gì làm để hồi lên ta tách nóng hổi của tôi luôn rồi. Hồi nãy tôi đã không dám nhả cái này, hồi đó là muốn lắm rồi. Có bao giờ con là nó lớn tiếng đâu, là chưa lớn tiếng mà nó quéo. Không, mới đứng lớp đồng hành chưa, giờ con la tao nó lớn tí. Rồi hỏi gì đi đó, quý vị nào đang đồng hành nè. Quý vị nào học tâm lý và tâm lý trị liệu á, nếu mà quý vị không có thực nghiệm gì học biết gì chứ. Quý vị học nghe giống như là dịch nghe sống thế thôi. Không, dịch này hiểu chuyện. Hiểu. Còn mà quý vị mà phải có sự quan sát để ý thì quý vị mới thấy học hay. Ủa, nó giá trị sử dụng được. Hay quá. Bà mô Nhưng mà đừng sử dụng cái này em đi ra ngoài cua ta nghe vậy lắm nha. Có khi đi thử rồi á. Không có, như hồi nãy. Như hồi nãy trường hợp của một Chí không? Em ép nó luôn hôm nay. Không, dùng cách mới nhân trí. Cũng là hôm nay nhiều rồi. Sao sao? Hả? Không, Ngọc thở nó sợ. Không, nói lại cái vụ mà lúc trước ba em có nói chuyện với ba nó đó. Ừ, cũng chia sẻ về cái việc ba bây giờ ba mày là bỏ rồi đó, bây giờ nó ba đi gớt lại nhà. Ba chị với ba nó. Ờ. Chí đó hả? Đúng rồi, đồng đi với chính. Chí thì hiệp đồng với ba nó. Chí đang tưởng chí với thờ. Đó, xong cái này bây giờ trong lớp màu quậy á, thầy cũng nổi rồi, thầy cũng thay đổi là đủ nghe. Đó. Ai kêu sắp được học không chịu, giờ môn gì cũng không hết, ai tao cũng nói chứ đâu phải mình thầy nói đâu, cho nên để gì xếp được học, cái xếp lịch sao được, rồi ở nhà đâu ai coi đâu, trong gì đâu, gì gửi lịch ngồi vô học để nói với mẹ chịu lạnh lắm để xếp vô học rồi vậy đó, nói thôi không chứ được, nào qua đi ra mấy đứa kia nó vô cứ vô lớp là nó chọc rồi. Chị nữa chị chung ơi. Trời, cái Hồng ơi, Hồng ơi, tức là khỉa. Cái Hồng với Ngọc á. Chị gái á. Thầy cô em không biết gái là thầy á. Bị chị Trang la đó. Cái gì đó. Chị hứa để chị xin nguyên. Đời nào mà nó hứa với thầy đó. Giống cái con gì, con ếch hay con chuột. Thằng Ngọc là chi môn, đi theo cà khỉa ha. Chị hứa để chị xin nguyên. Thôi cười muốn chết vậy đó. Vậy cái lớp này nó vui thì mở qua cái lớp này nó nó về làm đi, nó cũng có vui, nó có bí gì đâu mà dạy tưởng đâu mình nói chuyện lên nó khó lắm nha, mình tự kỷ giáo viên dân tự kỷ là có gửi lại cho bà chưa, tôi nhắn cho bà rồi đó, là không nhắn thì nhớ rồi đó, là đổi lịch là thứ thứ bảy không có được chống kìa, tại nó đụng đụng tóm, giờ ngoài cái chữ không tự nguyện, ngoài chữ khổ không chữ